Mục vụ tình và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị nghe bài đọc đức tin Chúa đã sống lại. Câu chuyện xảy ra tại một nhà giam bên Liên Xô cũ. Một cựu tù nhân, bà Asenche, thuật lại một kinh nghiệm mắt thấy, tai nghe diễn ra tại đó, nơi bà gọi là một chỗ khủng khiếp như sâu. Một buổi chiều kia, một cô gái trẻ cùng bị giam với chúng tôi kề miệng vào tay tôi khẽ nói: "Chị biết mai là ngày gì không?" Rồi không đợi tôi trả lời, cô ta nói tiếp: "Mai là ngày lễ phục sinh." Nghe thế, tôi tự hỏi, lễ phục sinh đã đến rồi sao? Lễ của niềm vui và hy vọng. Nhưng trong tù, niềm vui của chúng tôi đã héo úa và khô cằn, còn niềm hy vọng. Tôi đi lại trong phòng và không dám suy nghĩ tiếp. Bỗng một tiếng reo vang nổi lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Chúa đã sống lại thật. Quá sức sửng sốt, các nhân viên trở nên bất động như những tượng gỗ. Có lẽ trong tâm trí, họ giận dữ lên án một diễn tiến không bao giờ xảy ra tại đây. Sau một lúc yên lặng, tôi nghe tiếng giày nặng nề tiến đến gần phòng giam của chúng tôi, rồi cửa phòng được mở tung. Hai nhân viên giận dữ hỏi ai đã xướng câu mê tín dị đoan và hùng hổ túm lấy cô gái, lôi cô ta sên sệt ra khỏi phòng. Một tuần lễ sau, cô ta được thả về phòng giam. Mặt cô ta xanh xao, người gầy đi thấy rõ. Qua từng lễ phục sinh, người ta đã biệt giam cô vào một phòng không có lò sưởi để cái lạnh thấu xương và cơn đói hành hạ thân thể một con người họ cho là cuồng tính. Sau khi nằm yên tại một góc phòng hồi lâu, cô ta vẫy tay gọi tôi lại thều thào: "Dù sao tôi cũng đã tuyên xưng niềm tin và sự phục sinh trong trại giam. Những cái khác không quan trọng gì cho lắm." Nói xong, cô cố gắng mỉm cười và tôi thấy ánh mắt cô vẫn lóe sáng lên như dạo nào. Được dịp tuyên xưng niềm tin phục sinh cách đặc biệt như cô gái trên thật hiếm hoi. Nhưng một gương can đảm của cô gái phải nhắc nhở chúng ta lời của sứ đồ Phao-lô thường được nhắc lại trong phần cuối của lễ tiệc thánh. Vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao giảng sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Corinto nhất, đoạn 11, câu 26. Tuyên xưng việc Chúa sống lại bằng cách hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự chết, của những đau khổ, của những vấn đề khó khăn. Cuộc sống của chúng ta không chỉ đóng khung và chấm dứt cùng tại đó, nhưng người mang niềm tin phục sinh phải chiến đấu để vượt qua, để lướt thắng những khó khăn, hạn chế những đau khổ, những sự dữ, những tội lỗi, để phát huy cuộc sống mới của những tạo vật được tái sinh như cái chết và sự phục sinh của Chúa cứu thế Giê-xu. Câu gốc suy gẫm: Ngài không có ở đây vì Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán: "Hãy đi mau nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại rồi." Ma-thi-ơ, đoạn 28, câu 6-7. Chúa yêu thương bạn. Amen.